Hãy lấp đầy tâm trí của bạn với những giấc mơ tuyệt vời. Đừng ngồi đó mà lo lắng nữa. Ngạn ngữ có câu, nhàn cư vì bất thiện. Nếu như bạn không biết sứ mệnh của đời mình là gì, nếu như bạn không có đủ động lực để bạn dậy sớm khi cả thế giới còn đang ngủ và sống những ngày ý nghĩa, nếu bạn không tìm ra được mục đích lớn lao cho cuộc sống của mình, thì điều xảy ra là bạn sẽ lãng phí thời gian cho những điều tầm thường. Ví dụ như, quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Bạn lo lắng không biết người đó nhìn mình như vậy có ý đồ gì không. Bạn biết không, bỗng chốc bạn trở thành người đi thu thập những phán xét của người khác về bản thân mình, ngay cả khi không có ai nói bất kỳ điều gì chống lại bạn. Điều đó sẽ xảy ra khi thân tâm trí của bạn không có mục đích sống lớn hơn chính bản thân bạn. Vì thế, dù bạn có là ai đi nữa, dù là một người bán bánh, là một nhà quản lý hay là một nhà lãnh đạo quốc gia, bạn cần phải mang trong trái tim của mình những khát vọng cao đẹp nhất, kết nối với con người bên trong của bạn. Và không chỉ dừng lại ở khía cạnh này, mà nó còn có nghĩa là bất kỳ ai bạn tương tác trên mạng xã hội hay ai đó bạn đọc được từ sách báo, nếu những người đó luôn luôn tràn đầy cảm hứng, họ luôn luôn muốn cống hiến tài năng của mình cho thế giới, họ là những người sống tử tế, những lời nói của họ đầy lôi cuốn và sâu sắc, chắc chắn sẽ khiến cho năng lượng của bạn được đẩy lên cao và toàn bộ hệ sinh thái bên trong của bạn tràn ngập sự tích cực. Ngược lại, nếu bạn quanh quẩn với những người luôn luôn làm giảm năng lượng của bạn, đầu độc suy nghĩ của bạn, những con người thích đổ lỗi cho điều này hoặc điều kia, bị mắc kẹt trong quá khứ, hay những kẻ đánh giá thấp năng lực bên trong của bạn, thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành kẻ yếu hèn như vậy. Và chìa khóa để duy trì hiệu suất cuộc sống chính là sự đơn giản. Đừng gồng mình làm thật nhiều thứ cùng một lúc. Hãy chỉ tập trung cho một thứ thật quan trọng. Đừng cố làm bạn với tận 50 người. Hãy dành sự quan tâm cho một vài người bạn thật sự chân thành. Và đừng cố lấp đầy mỗi ngày của mình với hàng tá hoạt động. Bạn chỉ cần có một hoạt động chính tạo ra giá trị là được rồi. Bạn biết không, ngày nay chúng ta dễ dàng đánh mất tài năng của mình chỉ vì nghiện công nghệ. Lúc nào chúng ta cũng cắm cúi vào điện thoại để nhắn tin, để nhận thông báo. Bạn có thể dễ bị rơi vào trạng thái dòng chảy của tâm trí, nghĩa là bạn tập trung toàn bộ năng lượng, sức lực cho một việc gì đó. Những người thành công đã làm gì để tối ưu hiệu quả công việc của họ? Và làm cách nào để bạn trở nên xuất chúng trong thời kỳ hỗn loạn và đầy hoang mang này? Đó là tập trung tuyệt đối cho việc quan trọng nhất, phục vụ sứ mệnh của bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe video này. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại.